Ừ, em phải tự lựa chứ chị không thể lựa theo em được đâu. Chứ em cầm thổi mà sao chị thử lựa được. Ý là em kêu chị né chứ không né được đâu. Hiểu không? Thôi em không tranh cãi gì. Em nghiêng nghiêng sang bên này được. Chịu khó xíu. Dễ lấy thì em sẽ đỡ đau hơn thôi. Mỏi cổ không mẹ? Đau rồi đúng không? Chịu khó đi liên tục cho nó hết nha.
Nói chung mặt em ngày mai về là thấy nó sẽ bớt liền luôn á, nó không sưng lên gì đâu. Nó không sưng hai cái má em quá chừng. Vậy hả? Cái chén phù lên luôn. Chị thấy nó để cho mặt em thành mụn viêm quá trời luôn á. Viêm mà viêm sâu luôn á. Đi về rồi. Bạn đầu tiên á.
Bật máy xông hơi bên cạnh đi ba. Nếp mà vẫn dính. Nó có vô mặt trong linh. Này là phê nha. Thảo mà. Thank you.